khỏi Covid được gần một tháng, song bà Bùi Thị Hiền, 62 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, vẫn bị ho kéo dài, hụt hơi, mệt mỏi. Khi tìm kiếm thông tin liên quan đến triệu chứng hậu Covid-19, bà Hiền gần như lạc trong hàng loạt quảng cáo của các loại thuốc bổ phổi, thuốc giải độc phổi, tăng đề kháng từ hàng nội cho đến hàng ngoại, được cho là chữa khỏi mọi triệu chứng Covid-19 và ngăn ngừa các biến chứng hậu Covid. Tôi cũng rất là lo lắng, nên tôi cũng lên mạng tôi xem thì quảng cáo rất là nhiều loại thuốc. Thì cũng có loại thuốc họ nói là sau Covid nếu mà không uống thì sẽ bị biến chứng là viêm phổi rồi viêm cơ tim rồi rất là nhiều triệu chứng mà cũng rất là nhiều loại thuốc. Thế thì tôi cũng đang băn khoăn là không biết là mình có nên dùng thuốc hay không. Thế thì hôm nay tôi đến khám ở trên bệnh viện Thụy Điển thì tôi cũng muốn là gặp gỡ bác sĩ để bác sĩ cho tôi một lời khuyên. Băn khoăn của bà Hiền cũng là băn khoăn chung của rất nhiều bệnh nhân mắc các triệu chứng COVID-19 kéo dài. Hiện trung bình mỗi ngày, khoa khám bệnh của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đến khám. Nhiều người trong số này đã tự dùng các loại thuốc bổ phổi, tăng đề kháng nhưng không đem lại hiệu quả. Nào có thể được chứng minh là điều trị khỏi di chứng hậu COVID-19. Trường hợp người dân tự ý mua thuốc, dùng các loại thuốc thực phẩm chức năng, các loại thuốc bổ không rõ nguồn gốc, thì người dân có thể đối diện với những loại thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, chức năng thận, lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thể của cơ mình. Các bác sĩ khuyến cáo không phải ai mắc COVID-19 cũng bị triệu chứng kéo dài hay hậu COVID-19. Do đó, thay vì lạm dụng các loại thuốc bổ, mỗi người nên áp dụng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh để nâng cao thể trạng. Nếu gặp các triệu chứng bất thường thì cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị đúng cách.